Bắt đầu từ tờ mờ sáng rồi, đó là cái câu chuẩn bị tân gia ngày nhà mới của Phú Lê hôm nay, là thông báo tất cả các anh các em là khoảng đến chiều là sẽ xong xuôi tất cả rồi. Đấy, bàn ghế với cả phông bạt, chương trình phông bạt là gói gọn nhá. Chương trình phông bạt à? Chương trình phông bạt, phông bạt gói gọn, cho nên là thì yêu cầu các anh các chị các em đã có lời mời chúng ta đến đúng giờ để chúng ta vào cái việc gọi là ăn chơi. Đấy. À, xin giới thiệu với anh em mình đây, đại ca đến từ Thổ Đan, Vĩnh Tường, Bùi Linh. Đấy, anh xuống rất sớm luôn. Anh xuống từ 5 giờ sáng. Anh xuống từ 5 giờ sáng rồi. Xuống đến lỗi mà chủ nhà còn chưa dậy. Đấy. Yêu cầu tất cả các anh em đi đúng giờ nhá. Đâu nào? Đi vào. Đây. À đây, bia của Hải Sapa. Báo cáo nhanh, mình hôm nay có hai loại nước uống. Đó là gì? Ai bảo hai loại nước uống? Bốn loại nước uống. Nước ngọt, đó. Nước lọc. Cho chủ chính chứ là gì? Về cái chất men thì là có Camel và Sáu Ba Lèng, là toàn bộ là em Hải Sapa TV là tài trợ. Rồi. Đấy, còn Huấn nó bảo là riêng cái đoạn quần áo phông bạt là nó tài trợ hết. Rồi. Thế là mặc mỗi người một bộ phông bạt à? Mỗi người một bộ phông bạt. Đấy. Thế là gặp mỗi một vị khách lại là mặc một bộ ảnh. Đúng rồi, phông bạt. Đấy. Rồi là đi vào. Thì Châu hả? Anh qua nó gửi cho một thùng thịt Châu hấp nữa. Thịt Châu đây. Đâu? Thịt Châu đây. Ừ, một thùng thịt Châu. Em Hải Sapa đấy. Rồi. Đấy. Anh Linh mang đến mai cái bánh to. Đây, còn đâu là... Hôm nay lại còn nhân thể, còn sinh nhật con trai. Hôm nay là sinh nhật cả con trai nữa anh em ạ. Ơ nhưng bánh chưa bóc đâu anh về, bóc thử dây bánh đi. Chưa. Thách thử không? Cũng là tiện thể sinh nhật con trai luôn, một công đôi việc. Đại biểu Thổ Tam Vĩnh Tường là mang xuống hai chiếc bánh to như quả hũ thằng ăn mày luôn. Đây. Thách thử đi. Đấy. Bò luôn luôn. Cứ thế bê đi cho nên chắc là nghỉ. Mình phải mở một cái ra ở đây chứ. Mở nhá. Mở nhá. Cái ngoài này rách hộp thì để nhà mình, còn cái kia thì để Triệu mang đi. Còn là bánh phải... sinh nhật khác, mà là bánh... À, bánh tân gia khác à? Anh nhưng mà... Đây là bánh tân gia. Không phải để tủ lạnh không anh nhỉ? Không, Triệu ăn rồi còn... À thế à? Ừ. Hỏi mấy.